Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Futsal Iran và Kazakhstan 0 giờ ngày 28 tháng 9 thuộc Futsal World Cup là một quốc gia châu Á, nhưng Iran đã thể hiện trình độ đáng nể ở sân chơi thế giới. Sau 4 trận đấu, Iran có 3 lần ca khúc khải hoàn. Trận thua duy nhất của đội bóng Tây Á trước đội tuyển Futsal Argentina với tỷ số 1-2. Lối chơi tấn công của đội tuyển Futsal Iran mang tới niềm vui cho những tín đồ yêu bóng đá đẹp và thích cửa tải. Đối thủ của Iran ở vòng tứ kết Futsal World Cup 2021 là Kazakhstan, đội bóng vừa dập Thái Lan 7 bàn không gỡ. Hành trình của Kazakhstan vào vòng 8 đội mạnh nhất khá nhẹ nhàng khi họ phải gặp những đội chiếu dưới và giành chiến thắng ở 3 trên 4 trận. Do đó, đội tuyển Futsal Kazakhstan hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với đội bóng chiếu trên là Iran. Dự đoán kết quả trận đấu giữa Iran và Kazakhstan, dự đoán kết quả chung cuộc 4-3 nghiêng về đội tuyển Futsal Iran. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.